Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namathu ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính lễ Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Thành kính lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn có công năng hướng thượng. Thành kính lễ chư thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chư chấn hạnh là phước điều vô thượng ở đời. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng quý cô tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui, tiến hóa trong Phật pháp, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là cái thời pháp lễ cuối năm. Hôm nay là ngày 14 tháng Chạp. Và công sư một lần nữa sư cũng rất là hoan hỷ là cái nhóm Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cứ mỗi ngày 14 là về để nghe pháp xa xôi về đây và một điều mà sư muốn nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta là chúng ta tu tập cả đời, học pháp cả đời, chứ không phải là chúng ta tùy hứng làm được một thời gian rồi chúng ta bỏ cuộc, lý do này cái lý do khác, thì cái điều đó nó không hay. Thoạt đầu khi mới khởi xướng cái việc mà nhóm Phật tử Pháp Luân mà chúng ta đi về nghe pháp á, thì có hàng trăm người, nhưng mà dần dần thì nó sút giảm, cho đến bây giờ chỉ ngồi trong một chiếc xe 16 chỗ thôi. Thì như vậy không biết rằng qua sang năm, qua năm Giáp Thìn, chúng ta sẽ có cái thời gian để chúng ta xuống nghe pháp hay không, thì cái điều đó sư cũng chưa biết được. Nhưng mà nếu như mà quý vị sắp xếp được cái thời gian mà đi nghe pháp một cách tinh tấn, nỗ lực thường xuyên, thì sư đảm bảo rằng là khi mà quý vị đến là quý vị nghe pháp, sư sẽ tuần tự để cho quý vị học những cái bài học về giáo lý, nó có lợi ích cho quý vị trong cái việc mà chúng ta tu tập. Tại sao chúng ta phải tu tập? Tại vì thưa quý vị, con người của chúng ta sống ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh và ai cũng phải chết. Dầu cho chúng ta ở nơi nào, ở xứ nào, quốc độ nào, ở chủng loại nào, thì chúng ta cũng không thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chết một khi chúng ta có cái sự tái sanh rồi. Chúng ta đi đến trong cuộc đời này chỉ là một cái quán trọ, rồi chúng ta sẽ phải ra đi.
Và Đức Phật dạy rằng là trên cái con đường vong rũ luân hồi đó không có cái chỗ trú ngụ cố định, và không có cái tài sản hành trang để mang theo đâu. Tiền bạc, nhà cửa hay là danh vọng, bạn bè thân hữu quyến thuộc mà chúng ta có bây giờ đó, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả để chúng ta ra đi một mình sang cảnh giới khác. Duy chỉ có cái phước nghiệp mà chúng ta đã làm, thì cái phước nghiệp đó là cái chỗ nương tựa cho chúng ta trong ngày vị lai. Như Đức Phật đã dạy rằng Punyani Paralokasvin Patitha Hantipa Ni Năng, các cái phước đức, các cái phước báo là cái chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Người Phật tử chúng ta đã quy y Tam Bảo, đã trở thành đệ tử của Phật, của Pháp, của Tăng thì chúng ta phải hiểu được điều đó. Cho nên chúng ta không nên có cái sự dễ vui trong cái việc mà chúng ta tu tập làm thiện. Ở đây thưa quý vị, trong cuộc sống của kẻ phàm phu chúng ta nó có hai trường hợp. Một là chúng ta hành vi ác, tạo ác nghiệp. Hai là chúng ta tạo thiện nghiệp. Ngoài hai cái loại nghiệp đó ra thì kẻ phàm phu chúng ta không còn làm việc gì khác. Mình không phải là bậc A-la-hán, cho nên mình không thể nào có cái trường hợp thứ ba là hành động không tạo nghiệp. Chỉ có bậc A-la-hán mới là hành động không tạo nghiệp thôi. Còn kẻ phàm phu chúng ta thì hễ mỗi cái hành động về thân, về khẩu, về ý là chúng ta đều tạo nên một cái dấu ấn thuộc về thiện pháp hay là thuộc về ác pháp, chỉ có như thôi. Nhưng mà hễ ai có trí tuệ và thấy được cái sự lợi ích của thiện pháp, của thiện nghiệp, thì người đó cố gắng tạo các thiện nghiệp. Còn những ai mà không biết được, không thấy được cái lợi ích mà cứ dễ vui trong hiện tại, thân hành làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì như vậy sẽ đưa đến khổ quả trong tương lai. Ở đây trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật là có dạy rằng Charanti Pala Dhammetha Amitene Quá Atano. Kẻ ngu si thiểu trí tự mình là kẻ thù của chính mình. Karanto Papakang Kamang Yasuhutoa Katukapala. Vì khi tự mình tạo ác nghiệp thì nó sẽ có cái quả cay đắng, cứ dễ thôi. Và trong một câu pháp cú khác, cái Đức Phật ngài dạy như sét sanh ra từ nơi sắt, nó trở lại ăn mòn cái thanh sắt. Cũng bị tự mình tạo nghiệp, nếu là ác nghiệp thì các ác nghiệp ấy nó dẫn người đó đi đến cái cõi khổ đau, chỉ có vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu hai điều. Thứ nhất,
không khéo thì coi chừng chính mình là kẻ thù của mình. Tức là tính chính mình giết chết mình bằng cách là tự mình tạo ác nghiệp. Thứ hai là chính mình làm tổn hại mình, cũng giống như sét sanh ra từ nơi rỉ sét mà sanh ra từ nơi thanh sắt, nó trở lại ăn mòn cái thanh sắt, là tự mình tạo ác nghiệp. Rồi ác nghiệp đó nó trổ quả để nó hoành hành mình, không có gì lạ đâu. Cho nên sống ở trong cuộc sống này đó, có những người họ bị khổ đau trong cuộc sống, họ gặp cái hoàn cảnh bất trắc éo le, gặp những cảnh ngộ mà họ với nước mắt đầy mặt, họ không có chịu nghĩ rằng chính do ác nghiệp mà họ đã tự tạo trong đời quá khứ, bây giờ họ phải chịu như vậy. Họ không nghĩ gì mà họ bắt đầu là họ đổ thừa cho người này với người khác, họ than trời trách đất, họ đổ lỗi cho cha mẹ, vân vân. Cái đó là vô lý, là tại vì tự mình tạo ác nghiệp thì mình phải bị quả thôi. Cũng như có một anh thiện nam, anh ta rất là hiền, thời Đức Phật đó, anh ta rất là tinh tấn, lại là một vị tu đà quần. Vào một ngày kia, vào cái ngày trai giới, anh ta mới đi đến chùa thọ bát quan trai và ở chùa suốt cả ngày cả đêm để nghe pháp, để hành thiền. Sáng sớm anh ta ra khỏi chùa Chitawana, ở trước chùa Chitawana có cái hồ sen, cái hồ nước đó, cái anh ta ra ngoài đó, anh ta ngồi trên bờ để anh ta rửa mặt. Thì rạng sáng đó có một tên trộm, nó vào thành Sawatthi, nó ăn trộm được cái gối đồ, nó bỏ trong cái gối, nó cột lại và nó dắt đi. Người ta rượt đuổi. Khi mà dân chúng họ rượt đuổi ra khỏi cổng thành đó, nó chạy về hướng chùa Chitawana, đến ngang chỗ cái bờ hồ, cái hồ sen đó, tên trộm nó bị rượt đuổi, gấp rút quá cho nên nó ném cái gối đồ mà ăn trộm ở bên cạnh của anh thiện nam đó. Thì trời cũng chưa sáng, chưa sáng mới tờ mờ thôi, người ta rượt đến đó, cái người ta bắt anh thiện nam này, người ta quy cho cái tội ăn trộm, bị cái gối tang vật ở bên cạnh đó. Thế là người ta đập chết, quy cho tội ăn trộm, người ta đánh đập chết. Ở luật pháp thời xưa thưa quý vị lỏng lẻo lắm, hễ mà bắt được ăn cướp ăn trộm là người ta không muốn giết thì người ta giải lên quan, còn nếu mà người ta tức tối vì họ mất trộm mất tài sản thì họ đánh chết, là vua quan cũng không có làm được gì. Còn bây giờ đó, cái tình trạng mà chúng ta bắt được ăn trộm, chúng ta đánh chết rồi chúng ta ở tù. Cho nên cái thời xưa nó khác, thời nay nó khác. Thì sáng ra các vị tỳ kheo nhìn thấy cái xác của anh thiện nam đó nằm sóng xoài ở trên bờ hồ Chitawana, mình liền bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, thiện nam ngày hôm đi đến đây để hành thiền nghe pháp, bây giờ đã chết rồi, anh ta bị dân chúng đánh đập không biết vì lý do gì. Đức Phật ngài nói rằng là bởi vì ăn trộm, tên trộm nó thấy cái gối tàn vật ở bên cạnh, cho nên anh ta bị dân làng
đổ cho là một tên trộm đánh chết. Các vị tỳ kheo mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ông Thiện Nam hiện tại là một vị thánh cư sĩ, là một người hiền, là một người tu tập tinh tấn, tại sao phải chết oan ức như vậy, không xứng đáng. Đức Phật mới bảo rằng này các tỳ kheo, đúng, cái chết đó đó nó không có tương xứng với cái sở hành hiện tại của anh Thiện Nam này, nhưng mà nó rất tương xứng với ác nghiệp ở trong quá khứ anh ta đã làm. Đức Phật nghĩ do sự yêu cầu của Chư Tăng cho nên Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân của anh Thiện Nam đó là một viên quan trấn giữ ở tại cái vùng mà biên giới giáp ranh giữa xứ này và xứ kia. Cái cửa ải đó phải đi xuyên qua một cái khu rừng, và một tên trộm, những tên cướp thì nó núp ở trong rừng, cho nên dân chúng đi qua phải nhờ viên quan này dẫn đường đi qua. Thì một ngày nọ có một anh chàng thanh niên trẻ dẫn theo cô vợ đẹp, cô vợ trẻ đẹp, đi ngang qua chỗ đó và yêu cầu vị quan dẫn đường cho hai vợ chồng, dẫn xe cho hai vợ chồng đi qua cái khỏi khu rừng nguy hiểm đó. Ông quan này ông thấy cái cô vợ của anh chàng thanh niên đó đẹp, ảnh sanh lòng tà tâm. Ông nói rằng là trời này cũng là sập tối rồi, các ngươi hãy ở lại ở trong doanh trại của ta, sáng mai ta sẽ đưa đi sớm. Đêm hôm đó ông quan ổng cho người tâm phúc lén bỏ cái viên ngọc quý vào ở trong cái chiếc xe mà giữ ở bên ngoài. Xe của anh chàng thanh niên đó, sáng dậy khi mà mọi người sắp sửa ra khỏi doanh trại và đi, thì ông quan ổng tri hô lên là ổng mất viên ngọc. Do đó bây giờ các cái cổ xe bò, xe ngựa là phải dừng lại để mà kiểm tra, lục soát. Khi mà lục soát đến cái chiếc xe của anh chàng thanh niên này thì thấy có viên ngọc. Tiện quan ổng du cho cái tội là điên trộm, cho nên ông đem ra ổng chém tại chỗ. Chém xong rồi ổng cướp lấy người vợ của anh thanh niên đó. Cái vị quan mà giữ ải đó đó là tiền thân của anh chàng Thiện Nam mà bị người ta du cho cái tội ăn trộm mà ta giết đó. Cái đó cũng là do cái nghiệp của anh ta đã tạo. Cho nên bây giờ đó, khi mà người Phật tử chúng ta là người tại gia cư sĩ đệ tử của Đức Phật, có nghe pháp, có đọc kinh, có hiểu được cái luật nhân quả nghiệp báo, thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta biết sợ, đừng có làm những cái việc ác như vậy. Hãy chúng ta tự tạo cho cái nghiệp ác. Thật sự ra thưa quý vị, kẻ thù hại mình chỉ có khổ một kiếp sống này thôi, nhưng mà tự mình tạo ác nghiệp thì tự mình là kẻ thù. Cái ác nghiệp đó nó sẽ đeo đẳng chúng ta suốt vô lượng kiếp, suốt kiếp sống luân hồi. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp nặng nề như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu chia ra tăng, thì chúng ta có thể là bị cái hiện báo nghiệp điếp thách thâm bác quê trên đi giới cầm bác, tức là cái quả báo nhãn tiền, quả báo khổ nhãn tiền. Nhưng mà nếu như quả báo nhãn tiền không có vượt qua được thì chúng ta cũng phải bị cái gọi là sanh báo nghiệp upapaccha quê trên đi giới cầm bác, tức là sau khi chúng ta chết cái quả nghiệp đó sẽ nó sẽ đưa đến cái khổ thú trong tương lai. Một cái chuyện nhỏ thưa thưa quý vị, một vị tỳ kheo tên gọi là Tiết Xá, vị đó được phát sanh một sắp vải, rồi đem về
Mai Y. Sau khi Mai Y xong đó, cái vị tỳ kheo nhìn cái bộ y đó khởi lên cái tâm tham luyến cái bộ y sneha. Cái vị đó sau khi giặt vũ phơi khô rồi mới xếp để dắt lên cái sào y á, nghĩ rằng ngày mai ta sẽ mặc cái bộ y mới này. Nhưng mà không ngờ tối đêm hôm đó đó, vị này bị ngộ độc vật thực ăn vào buổi trưa đó, cái vị đó chết, sanh làm con rệp gọi là Uka, sanh làm con rệp trong bụi đó. Thì cứ chư tăng chư tỳ kheo sau khi làm cái hậu sự quả tán cái xác thân của cái vị tỳ kheo đó rồi mới là chia y. Mà lúc đó Đức Phật Ngài chưa có chế định cái việc mà tài sản vật dụng của cái người của vị tỳ kheo đã chết sau 7 ngày mới được chia. Đức Phật Ngài chưa chế định. Thì lúc đó chưa tăng lo quả tán xong rồi là thấy bộ y mới là cho bắt thăm chia ra. Bộ rệp ở trong y nó chạy tới và lùi, nó la nói các vị tỳ kheo cướp y của nó. Đức Phật trong hương thất Ngài với thi nhĩ thanh tịnh Ngài nghe được, với thi nhĩ Ngài nghe được. Ngài mới bảo Tôn giả Năng Đa ra trận chư tăng lại, để cái bộ y đó đừng có chia. Bộ y của tỳ khưu tí xá để đó đừng chia, đợi 7 ngày sau mới chia. Chư tăng không biết lý do gì nhưng mà cũng làm theo Đức Phật để đó. Sau 7 ngày con rể cũng chết. Do nhờ cái phước tu tập của tỳ khưu tí xá cho nên 7 ngày thoát khỏi cái kiếp đó mới sanh về cõi trời. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới cho phép là bây giờ hãy chia y đi, vì con rệp nó sanh về cõi trời rồi. Để thưa quý vị, chỉ một chuyện chút thôi, khi mà chết với cái tâm dính mắc quyến luyến cái gì đó thì chết sanh làm cái loài đó, quyến luyến cái ông kia, ông quyến luyến cái ruộng mía, cái ông chết sanh làm con có sâu ở trong cái ruộng mía đó. Ông quý lý tài sản, ông triệu phú kêu quý lý tài sản chôn cất để dành bờ sông, chết xong con rắn để giữ cái tài sản đó. Cứ như vậy đó. Thì ở đây thưa quý vị, không thể nào mà chúng ta nói được là chúng ta có cái sự chủ động ở trong cái việc chúng ta tái sanh rồi. Bởi vì chúng ta nên biết rằng là cái sanh báo nghiệp đó nó còn tùy thuộc vào trong giờ phút lâm chung. Nếu mà hàng ngày chúng ta tạo ác nghiệp nhiều đó, quen sống với thân làm ác, khẩu nói là ác, ý suy nghĩ ác, thì trong cái giờ phút lâm chung chúng ta bị cái nghiệp ác đó nó ám ảnh. Thế là cái sự ám ảnh đó nó trở thành cận tử nghiệp marana sanakamma, để mà nó tạo ra cái thức tái sanh. Là chúng ta giống như vị tỳ kheo tí xá vậy đó, trong giờ phút lâm chung mà khởi lên tâm tâm quyến luyến cái bộ y mới mà phải chết sanh là con rệp trong bộ y. Dầu cho sanh là con rệp cũng có 7 ngày nhưng mà cũng xem như là cái kiếp thứ hai là bị khổ quá, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta chỉnh sửa cái nghiệp của chúng ta, phải chuẩn bị trước. Và thưa quý vị, người Phật tử chúng ta luôn luôn phải có cái niềm tin ở bốn việc. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin nơi, chúng ta chỉ tin nhân, tin quả, tin mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, và chúng ta tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta có cái bốn cái niềm tin, nó gọi có chánh tín. Và chính cái niềm tin đó nó sẽ dẫn đạo cho chúng ta đi vào
cái thiện pháp. Người mà đã quy Tam Bảo làm đệ tử tục gia của Đức Phật, hay là một người đã xuất gia làm tôn nữ, làm vị tu sĩ thì khưu hay sa di ở trong giáo pháp này, nhưng mà chúng ta thiếu cái niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, thì hay là không có niềm tin nghiệp báo nhân quả, thì như vậy là cuộc sống của chúng ta kể như là chết rồi. Chúng ta gây tạo những ác nghiệp, và chính chúng ta tạo cái ác nghiệp đó gọi là sakkakammani nayanti dukkati, chính do tự nghiệp của mình đã làm nó sẽ dẫn đi tái sanh ở dưới cảnh giới khổ đau. Chỉ có như vậy. Vì vậy cho nên khi mà xuất gia đó, khi mà quy Tam Bảo trở thành đệ tử Đức Phật đó, thì người cư sĩ chúng ta, mà xin nhắc cái này thì để cho các Phật tử chúng ta nghe cố gắng. Còn cái cô tín nữ mà cũng mới quy Tam Bảo là cô chưa gì cả, cô đã trốn đi không nghe pháp được cái này, rồi khỏi thành người cư sĩ luôn. Thôi được rồi, các Phật tử chúng ta lắng tai nghe đi, nghe cái này cũng có lợi ích cho quý vị. Thì ở đây quý vị nên nhớ thế này nè, cái vai trò của chư tăng đó, của các vị tỳ kheo đó, xuất gia trong giáo pháp là học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Hoằng pháp tức là đi truyền dạy cái giáo pháp của Đức Phật cho chúng sanh. Nhưng mà luôn luôn bản thân của vị đó là phải đi học Phật pháp. Học Phật pháp tức là học kinh điển Tam Tạng đó, phải cho thông hiểu về, phải thông thuộc về văn tự của kinh điển Phật ngôn, phải thông hiểu về nghĩa lý của Phật ngôn. Đó là học pháp. Rồi hành pháp tức là hàng ngày các vị xuất gia đó là phải luôn luôn tự nhủ chính mình, nhắc nhở chính mình là phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, luân hồi khổ. Cho nên cố gắng để mà thực hành thiền định, đoạn trừ tham sân si, luôn luôn nghĩ rằng ngày đêm trôi qua ta đã làm được việc gì có lợi ích cho mình trong hiện tại, trong tương lai và trong cái sự giải thoát. Phải có tâm niệm như vậy, ta tham phu tát minh ra tinh đi qua quy tiếp qua tàn tiếp, quy tiếp qua tàn tiếp. Bậc xuất gia phải suy nghĩ đó là thực hành giáo pháp. Còn cái chuyện hoằng pháp thì do duyên, vị nào mà có cái tâm nguyện là muốn duy trì giáo pháp, muốn truyền bá chánh pháp á, thì mới là thuyết pháp cho người khác nghe, chứ không phải là vị tỳ kheo nào cũng thuyết pháp được đâu. Nhưng mà đã xuất gia làm tỳ khưu sa di tu nữ rồi đó, mà nói rằng là mình không có duyên học pháp, không có duyên hành pháp, vậy thôi lục y bỏ đi, quần tục ra đi. Nói rằng tôi không có chí nguyện hoằng pháp, chỉ muốn là tu tập giải thoát bản thân thôi thì được, có thể là cái phận sự thứ ba bỏ qua được. Nhưng mà phận sự học pháp và hành pháp, nếu đã xuất gia rồi đó thì phải là phải học pháp và hành pháp, chứ không thể nào nói là tôi không có duyên, không có duyên hồi tục ra đi, chứ đừng có xuất gia, đừng có tu. Còn người cư sĩ chúng ta đó thì cũng có ba phận sự. Thứ nhất gọi là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Tức là người cư sĩ khi đã trở thành cận sự nam upasaka, cận sự nữ upasika, là phải biết rằng mình được may mắn sống ở trong giáo pháp của một vị chánh đẳng giác giác như là Đức Phật Gautama, hay là Đức Phật Sắc Giác Muni, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì mình phải cố gắng mình học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn đã dạy cái gì,
Ngài dạy không làm các điều ác là hãy thực hiện các việc lành, hãy giữ tâm trong sạch. Thì mình cố gắng học cho thuộc lòng mấy cái câu đó đi, để mà chúng ta học pháp xong, giữ vững được niềm tin rồi chúng ta mới bắt đầu hành pháp. Là người Phật tử chúng ta hành pháp đó, bố thí, sống với cái tâm xả tài, giữ giới là sống với cái phẩm hạnh đúng pháp, và thiền định tức là trau dồi tâm thanh tịnh trong sạch, là chúng ta phải giữ ba cái đó là hành pháp. Hành pháp của người cư sĩ là chỉ là bố thí, trì giới, tu thiền thôi, đơn giản đó. Thì bây giờ học pháp hành pháp, hai cái đó là căn bản. Còn cái phận sự thứ ba đó gọi là hộ pháp. Ở đây người cư sĩ chúng ta đừng nghĩ rằng là mình đã quy tam bảo xong rồi, mình về nhà, mình đóng cửa, mình tu ở nhà cũng được sanh cõi trời. Chúng ta tắc trách cái phận sự như vậy đó thì nó không có đúng. Đức Phật này thuyết bảy pháp của người cư sĩ đó, một cái điều đem đến cái sự thối thất cho người cư sĩ. Trong đó một là lãng quên, không thường thăm viếng chư tăng, không thường thăm viếng các vị tỳ khưu. Mình quy tam bảo rồi, bây giờ không thường xuyên đi đến chùa để lạy Phật. Hồi có Đức Phật thì đi đến chùa để ý kiến Đức Phật, bây giờ Đức Phật lấy bàn với vào trong chánh điện. Chánh điện này là tỉnh thất với Đức Phật và có thờ Phật đó. Chúng ta đến chúng ta nhìn Đức Thế Tôn, chúng ta quan hỷ, con đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin quy Ngài. Rồi chúng ta gặp chư Tăng, chúng ta đảnh lễ, chúng ta chào hỏi và chúng ta ngồi lại nghe pháp. Cho nên đừng bao giờ cư sĩ chúng ta quên cái việc mà đến chùa thăm viếng chư Tăng. Mà khi mà chúng ta thăm viếng chư Tăng rồi đó, thì người cư sĩ chúng ta phải nhớ mình phải là người hộ pháp, chứ không phải giống như khách thập phương đi đến chùa, đi ngó cái kiến trúc của chùa xây dựng đẹp như thế này rồi lo chụp ảnh, chụp hình rồi đi về đó. Người cư sĩ chúng ta phải có trách nhiệm. Một khi mà đã quy tam bảo, đã trở thành cận sự nam, cận sự nữ, thì cái trách nhiệm để mà duy trì giáo pháp là chúng ta phải tiếp tay với chư Tăng. Bởi vì hễ mà chúng ta không có hộ tăng đó, khi mà chư Tăng không còn nữa thì giáo pháp mất. Cho nên mình phải hộ tăng. Hộ tăng có nghĩa là hộ pháp. Khi mà chúng ta cố gắng học hỏi giáo pháp và thực hành theo giáo pháp cũng có nghĩa là hộ pháp. Người ta đi đến địa phương mà người ta gặp những người cận sự nam, cận sự nữ hỏi anh hay chị tín ngưỡng tôn giáo nào, nói tôi là Phật tử, người ta mới hỏi rằng là Phật tử vậy có biết giáo pháp Đức Phật là dạy cái gì không, u ớ không biết chuyện gì hết, thì người ta cười cho. Cho nên chúng ta phải biết. Cũng như bây giờ thế này, Phật tử đổ đường từ xa đi về đây, vô trong chùa nghe nói đi đến chùa để được nghe pháp, nhưng mà trong chùa các vị sư toàn là những vị dốt, không có biết thuyết pháp, không có thông hiểu giáo pháp để mà hướng dẫn. Vậy Phật tử về đây làm chi? Không về đây làm chi? Cho nên chư Tăng có cái trách nhiệm hoằng pháp, mà người Phật tử chúng ta có trách nhiệm là hộ pháp. Hai cái vai trò đó cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, đời sống vật chất của các ngươi là do người cư sĩ hộ độ cúng dường, y phục, vật thực, trú xứ và thuốc trị bệnh. Thì đời sống tinh thần của người cư sĩ là phải do chư tỳ kheo
hướng dẫn, thuyết pháp, dạy bảo. Cho nên chư tăng và Phật tử cần phải có ai nhập với chế giác là hỗ trợ duyên với nhau. Có như vậy đó thì giáo pháp này mới được tồn tại. Chúng ta nhớ giáo pháp mới được tồn tại. Bây giờ người ta cất nhà vậy chứ, quý vị biết thế này nè, cây cột nhà cũng giống như chư tăng và cái vách nhà cũng giống như Phật tử cư sĩ vậy đó. Khi mà dựng cột không như thế này thì gió bão nó sẽ có thể nghiêng ngã được. Nhưng mà nhờ có những cái vách nó kềm vững những cái cây cột đó lại. Ngược lại, nếu mà chỉ lên vách mà không có những cây cột, cái kèo, thì như vậy nó không có kiềng cái tấm vách đó cho nó chắc, cái tường đó nó sẽ đổ ngã. Thế là vách phên nó phải hữu tương với cây cột, nó liên quan như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu là trong cái cuộc sống này chúng ta luôn luôn phải có cái sự hữu tương duyên ở trong cái vấn đề tu tập. Nói tóm lại đó là người Phật tử chúng ta phải hiểu một điều là một khi chúng ta đã trở thành cái người Phật tử cư sĩ là chúng ta phải lo làm các cái việc thiện, trong đó là cái phận sự của mình hộ pháp, học pháp và hành pháp. Khi mà chúng ta làm các cái việc thiện đó đó thì chúng ta mới tránh được những cái ác nghiệp, mà chúng ta tránh được những ác nghiệp là chúng ta không bị khổ quả trong tương lai. Còn khi mà người Phật tử chúng ta tự mình dễ vui phóng túc tạo các ác nghiệp vì thân vì khẩu vĩ, do tâm tham, tâm sân, tâm si, thì như vậy chính mình làm hại mình, chính mình là kẻ thù của mình, và chính tự nghiệp của mình tạo nó sẽ dẫn mình đi đến chỗ tái sanh khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Chỉ vậy thôi, như xét sanh ra từ nơi sắc thì nó trở lại ăn mòn thanh sắc. Tự mình tạo cái nghiệp gì, tự mình tạo ác nghiệp thì chính ác nghiệp đó nó hoành hành mình trong tương lai chứ có gì lạ. Thế là bây giờ chúng ta bắt đầu gây dựng lại cái đời sống của mình, thiết lập lại cái đời sống của mình. Năm cũ sắp hết rồi, bước sang năm mới. Sư chỉ hy vọng các Phật tử chúng ta tu tập giống như là trăng thượng tuần. Trăng thượng tuần gọi là số ca bắc khác, là cái mùa trăng vào nửa tháng đầu của tháng đó, nửa tháng đầu của tháng. Quý vị thấy là bắt đầu mùng năm là có trăng non rồi, mùng sáu, mùng bảy, mùng tám thì ban ngày là chúng ta thấy ở trên đó là có mặt trăng. Mặt trăng mặt mọc rất sớm, thượng tuần ánh trăng mặt rất sớm, mọc sớm. Thứ hai nữa là mùa trăng thượng tuần đó, mỗi một ngày là nó tròn, trăng non thì nó lưỡi liềm mỏng, cứ qua ngày mùng tám mùng chín thì bắt đầu nó đầy đầy chút xíu, cho đến tới bữa rằm thì nó tròn tròn vành vậy. Cái đặc tính thứ ba nữa trăng thượng tuần đó là luôn luôn nó sáng vằng vặc, ánh sáng rất tỏ rõ. Cho nên sư mong rằng các Phật tử chúng ta tu tập như trăng thượng tuần, đừng tu tập như trăng hạ tuần. Trăng hạ tuần đó thì qua đến bữa 16, 17 bắt đầu nó mọc trễ. Ngày rằm thì 6 giờ chiều là mới mọc, nhưng đến ngày 16, 17 thì tới 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 9 giờ đêm nó mới mọc, mọc ở hướng đông, mọc trễ.
Thứ hai nữa là càng ngày nó càng khuyết. Thứ ba nữa, ánh sáng của trăng hạ tuần nó mờ đi. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhớ, một sớm tu tập như trăng thượng tuần là trăng một sớm, tức là chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Chúng ta phải có sự tinh tấn, làm việc gì cũng nhanh lẹ, học pháp cũng nhanh lẹ, hành pháp cũng nhanh lẹ. Vô chánh điện ngồi nghe pháp, mình lên trước người ta rồi, chứ không đợi thuyết gần hết thì pháp mới chạy lên trên ngồi hồi hướng đó. Chúng ta phải nhớ vậy. Đi ăn thì mình chạy xuống lên ngồi bàn trước, mà đi nghe pháp, đi hành thiền thì lên ngồi sau, thủng thẳng mà đi. Cái đó là thất bại rồi, giống như là trăng hạ tuần rồi. Còn trăng thượng tuần là cái chuyện ăn không cần thiết. Còn cái chuyện mà lên học pháp á, lên hành pháp á, hành thiền đó thì chúng ta phải đi sớm. Cái thứ hai đó là mỗi một ngày trăng thượng tuần nó đầy thì cũng vậy. Năm nay chúng ta thực hành thiện pháp, nó còn khiếm khuyết ở chỗ nào? Bố thí chưa rộng rãi lắm, trì giới mình chưa có sạch lắm, và hành thiền chưa có tinh tấn lắm. Thì năm tới đó, qua năm mới là chúng ta bổ túc cái đó cho nó đầy thêm, là càng bố thí nhiều lên, trì giới nghiêm chỉnh hơn, và chúng ta hành thiền tinh tấn hơn. Thì như vậy đó là trăng thượng tuần. Mỗi ngày trăng thượng tuần mỗi sáng lên, cái ánh sáng của trăng thượng tuần đó là trong sáng vằng vặc. Cũng vậy, người Phật tử chúng ta mỗi một năm tu tập, 5 năm tu tập, sau 10 năm tu tập, chúng ta phải cái đầu chúng ta phải có trí tuệ sáng tỏ, chứ không phải là hồi mới quy tâm bảo thấy cái mặt sáng quá, có vẻ như là một người Phật tử rất là ngoan, tu tập riết hoặc cái mặt mờ câm luôn, tức là người ta nhìn người ta thấy là lui sụp, cũng có không có trí tuệ gì hết thì chết rồi. Chúng ta tu tập phải làm sao trí tuệ càng ngày càng sáng. Bây giờ hỏi Phật tử, cái tâm trạng của người Phật tử khi đi đến chùa quý vị, 10 năm trước gặp cái vị đại đức đó, vị thượng tọa, vị hòa thượng đó, rồi bây giờ 10 năm sau gặp lại vị đó sáng hơn, trí tuệ nhiều hơn, chúng ta mừng. Cũng vậy, chư tăng mà gặp Phật tử trước đây cách 3 năm mới quy tâm bảo, cái mặt còn tối hù, nhưng mà bây giờ 3 năm sau gặp lại thì có vẻ linh hoạt, sáng hơn, thì chư tăng mừng, là tại vì người này hiểu Phật pháp. Còn thời Đức Phật thứ vị, những người cư sĩ ở bên ngoài đó đi vô nghe Đức Phật thuyết pháp, đắc đà quả tu đà vần tư đà hàm a na hàm, rồi kể như là thành bậc thánh cư sĩ, là từ đó về sau là họ sáng chói bằng cái trí tuệ atiro chati quay nhà giác sama samputhasasavako, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Thì đó là chúng ta tu tập về giống như trăng thượng tuần. Thì thời pháp hôm nay sư có một vài điều chia sẻ với quý vị, cũng vừa với thời gian và chi pháp, sư xin kết thúc ở đây và chúc quý vị luôn luôn được cái sự an vui tiến hóa tu hành tinh tấn. Xin chia phước đã đến tất cả chư thiên, các vị chư thiên hộ pháp xin hãy hộ trì chánh pháp cho được tồn tại lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.